Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của Chính phủ do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có buổi làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Cùng đi có lãnh đạo các bộ ngành của Trung ương. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng và Nguyễn Hùng Nam. 7 tháng đầu năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tăng 6,81%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt gần 32.000 tỷ đồng, tổng thu ngân sách trên 25.000 tỷ đồng, đạt 76% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. 7 tháng đầu năm, Hưng Yên đã thu hút 78 dự án đầu tư mới, tăng 44 dự án, có thêm một dự án hạ tầng khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, và 4 cụm công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với đoàn công tác một số vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh một số nội dung quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình theo hướng chỉ tiêu tỷ lệ xây dựng nhằm tạo điều kiện cho tỉnh Hưng Yên triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội vùng bãi. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài nguyên Môi trường Tài chính tháo gỡ những vướng mắc trong công tác cấp phép xây dựng, thẩm định đất khu công nghiệp, công tác quản lý đất đai, xử lý rác thải rắn trên địa bàn, cải cách tiền lương, tiếp thu kiến nghị các kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo các bộ ngành của Trung ương đã giải đáp những vướng mắc khó khăn mà tỉnh Hưng Yên đang gặp phải. Nội dung chi tiết về buổi làm việc của đoàn công tác Chính phủ tại tỉnh Hưng Yên, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong các chương trình thời sự sau.